HB xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh HB 36 nha. Hiện tại là ngày chủ nhật của chú anh chị. Em cũng sáng em đi làm thì em xuống em ghé em quay mộ cậu ngày chủ nhật cuối tuần của chú anh chị. Cho cô chú anh chị ở trong nước ngoài nước mà không xuống mộ cậu được thì xin video em. Quý anh chị, giờ em sẽ cập nhật cho cô chú anh chị tại mộ của năm nha. Thì hiện tại trước mộ của năm thì cũng có mâm cúng của chú. Thì khán giả đến viếng cậu năm cũng rất là đông và chiêm ngưỡng hương vụ của cậu năm của chú chị này. Hiện tại trước mộ cậu năm thì có mâm cúng của chú, mâm cơm chay 2 4 6 8 10 10 10 dĩa 10 tô cơm của chú và một dĩa trái cây này, đây dĩa quýt, cơm Đà Lạt của chú, có ba ly nước chè nữa. Hiện tại trên mộ cậu nên có dĩa trái cây đu đủ chú, chuối nè, cơm và thanh long và trái lê của chú, có dĩa heo quay, bánh mì, còn ba ly bia nữa của chú, rất là đông luôn của chú ơi. Thì có dĩa cây đặc biệt cúng đầu năm cho cô chú đây nè, dĩa trái cây đặc biệt của chú rất đẹp luôn, toàn là tre bom, ta trang tú rất đẹp nha. Thưa cô chú anh chị, hiện tại là có khán giả đến cũng rất đông luôn. Bên kia là có mộ Thanh Kim Huệ, khán giả cũng chiêm ngưỡng mộ của cô Thanh Kim Huệ của chú. Bên này các em nhìn thấy cái cây bông bên này nó các cung rộng bên này nó đẹp hơn của chú rồi. Cô chú, cái này nó ít bông hơn nè. Bên này ít bông hơn. Cái này mà thấy ít nứt lên của chú ơi, ít nhức nhánh lên. Bên kia là nứt rất đẹp của chú nè. Đâu chú? Cái áo, cái nón xuống luôn. Đó, giờ hiện tại là trưa, gần trưa mà khán giả đến thắp hương và cúng hương cho cậu năm cô chú, cắm bông này nè. Lúc nào cậu năm cũng ấm cúng nha. Đâu chú? Đâu cô chú này, đây này. Hiện tại là mộ của năm lúc nào cũng có kinh, nghe kinh rất to, thăng tịnh luôn. Nằm đây mộ của năm đây nè cô chú ơi. Thì em cũng cập nhật cho cô chú anh chị mình xem ngày cuối tuần hả. Một cô chú thấy video của HB hay thì cô chú cho em một like và đăng ký kênh chia sẻ cho HB nghe cô chú. Thì tất cả các mọi mùa xung quanh cũng có anh em YouTube thắp hương hết của chú, của khán giả khắp hương này đó của chú này của chú. Ủa anh ơi, sao có hai cái lọc bình, hai con rồng mà thấy hai con mình nó đẹp hơn ngoài này ta, con nó đẹp hơn nhỉ? Hình cái con này nó không thấy nó rung đường chuyển, nó ảnh hưởng đến ngay nè. Ôi chú ơi, thì hiện tại ở trên lỗ âm dương của cậu thì cái bông trăng nó cũng nứt lên đẹp của chú, nó ra bông rồi nè, rất đẹp luôn. Đâu cô chú? Rùi lắm. Bắt rùi đi chị ơi. Đây cô chú, cái dĩa cây đặc biệt nè. Toàn là trái bom không à nha. Trân trí rất là đẹp nha cô chú.
cầu năm lúc nào cũng ấm cúng đó cô chú chị. Hai mâm có hai cái đu đủ đó này to hơn của chú mà cái này chín hơn nè. Để ở dưới dĩa ba tầng tới xoài rồi nha, xoài và nhãn nè, nhãn lồng bánh khía nè, bánh quy nè. Này tại dưới một năm này có một bình bông nè, hai nè, ba nè, bốn nè, năm nè, sáu nè, bảy bình bông của chú ở dưới thôi, còn ở trên dưới tính nha cô chú nè, bảy. Thì anh kia mấy anh kia, mấy anh YouTube đăng là trực tiếp livestream của chú kìa. Đấy chưa? Mình phải nói to to chứ cho nó lắng bớt tiếng nhạc của chú. Thì có cô chú anh chị có gia đình đến thắp hương. Đứng ngoài giấy không vô trong của chú. Đâu của chú nè. Một cô nam này. Bên này cái lộc bình bên này nó đẹp hơn một chút, bông nhiều hơn. Cái này hôm bữa con hương nó cũng gặm nó nứt hết lên này, cây này nó rất mạnh hơn cái kia chút. Thì vườn hoa của bên mùa cậu thì bông nó cũng mọc rất nhiều chú, cỏ nó rất đẹp luôn cô chú. Nè cỏ mọc lên rất đẹp luôn nha, quá đẹp luôn, bông mọc hết lên. Còn bên này thì cái chỗ này thì khán giả đi người ta cúng cô chú, người ta giảm nó cũng phải chết một hai cây đâu chút, giảm nó từ tả hết luôn. Cô chú mày này thấy đập mà mày này nó bị tơ tái nó rằng lá này đi nè cô chú, nó ảnh hưởng đó cô chú. Còn mấy cái mà nó gần còn thì mày này nó rất là đẹp luôn, rất đẹp nè cô chú, này rất đẹp luôn nè, nó cỏ mặt dài 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 lên luôn. Đâu cô chú nhóc nhóc thì cũng có khán giả đến thất phương này. Thắp hương lấy mũ ra, lấy mũ ra. Anh ơi cái đèn á, cái đèn ở dưới anh này tắt rồi. Tích bên đây đường thang có cái đèn nào nên đợi nên này. Ngọc ơi đều à ta. Ngọc ơi cái này châm cái đèn này cho khán giả đốt hương nè. Đèn mới bởi, đèn mới ai làm rồi bởi bể hả? Đây cô chú gì cô chú anh chị, mình đến đây thì thắp hương đây, cái thùng này là nhang này cô chú, nhang này nha, nhang để này đó cô chú, thế này thấy không, thế này thì thôi clip em cũng khá giờ em sẽ kết thúc clip ở đây, mong cô chú anh chị xem video thấy hay thì cho em một like và đăng ký kênh cho HB 76 lắm cô chú anh chị.